chúng tôi đã nói thì thời gian gần đây Công Phượng không tự tin, không có được cảm giác tự tin khi đứng trước những quả penalty. Cầu thủ này đã từng bỏ lỡ hai quả penalty trong áo Roma Olympic Việt Nam. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.